Nam mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng học kinh Pháp Hoa chiều hôm nay. Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta học kinh Pháp Hoa lần thứ 49 và phẩm 26 Đà La Ni. Phẩm Đà La Ni là một cái phẩm mà ở trong đó Đức Thế Tôn đã giảng dạy ngang qua các vị Bồ Tát, ngang qua các vị Phạm Thiên Đế Thích, Trì Quốc Thiên Vương, các quỷ Dạ Xoa, Càn Thác Bà vân vân phát tâm hộ trì, người thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa ngang qua những câu thần chú. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng những câu thần chú nó có một cái năng lực hộ trì cho những con người nào phát tâm, cho những ai mà muốn gia trì con người đó, thì đọc cái câu thần chú ấy lên thì con người đó, cái vị thọ trì kinh Pháp Hoa được bình an, được yên ổn và tất cả những cái tai nạn nó sẽ được tiêu trừ. Quý đạo hữu thấy cái năng lực của thần chú chưa? Cho nên trong những thời tụng kinh mỗi ngày, chúng ta có tụng những cái câu thần chú như vãng sanh, quyết định chơn ngôn, tiêu tai các thường thần chú, hoặc là thất Phật diệt tội chơn ngôn, dược sư quán đảnh chơn ngôn, thì những cái câu thần chú đó chúng ta không có cắt nghĩa được, mà trong cái nội dung của những câu thần chú đó nó mang một cái oai lực gia trì cho những người nào thọ trì những câu thần chú đó sẽ được lợi lạc. Như vậy, chúng ta thấy được rằng cái phẩm Đà La Ni là phẩm gần áp chót của bộ kinh Pháp Hoa. Và chúng ta chỉ còn có hai phẩm nữa, đó là phẩm Diệu Trang Nghiêm Bổn Sự và Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát. Đó là hai phẩm cuối cùng của phẩm của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 28 phẩm mà chúng ta đã gần đi suốt qua 28 phẩm đó. Trong thời gian học Kinh Pháp Hoa, từ ngày đầu phẩm tựa cho đến bây giờ, không biết rằng quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã nắm được một phần nào cái yếu tính và then chốt của bộ kinh Pháp Hoa, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng mình là người có phước duyên và làm lợi lạc cho tự thân của chúng ta trong cuộc sống. Sau khi giảng xong cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát thì chúng tôi sẽ và tóm lược lại cái nội dung của bộ kinh Pháp Hoa để rồi chúng ta nghe lại một lần toát yếu nữa. Và nếu ai trong chúng ta có quên đi những cái điều chính ở trong kinh Pháp Hoa, như là
Trong kinh Pháp Hoa giảng dạy rằng điều thứ nhất mà chúng ta có thể nắm vững, và điều đó là một cái điều then chốt trong bộ kinh Pháp Hoa, là Đức Thế Tôn thị hiện vào đời vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là một trong những cái yếu tính của bộ kinh Pháp Hoa. Điều thứ hai là bộ kinh Pháp Hoa là một cái bộ kinh mà Đức Thế Tôn thọ ký cho con người thành Phật, và tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Rồi sau nữa, như là người mà thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa phải trú ngụ trong ba cái phạm trù, đó là ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, vân vân. Và chúng ta phải hiểu được rằng cái dàn bài của bộ kinh Pháp Hoa ngang qua ba cái yếu tố, ngang qua ba cái yếu tố là bản môn, là tích môn, là hạnh môn. Và ở nơi đó chúng ta thấy được rằng cái công hạnh độ sinh của các vị Bồ Tát được dàn trải từ ngay cái phẩm đầu cho đến cái phẩm cuối cùng. Chúng ta thấy phẩm đầu là Ngài Di Lặc Bồ Tát thưa thỉnh những cái hiện tượng mà Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng, để rồi Ngài đại trí văn thù nhân nơi cái sự hiện thần biến tướng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phóng quang về phương Đông, và từ chỗ đó Ngài đại trí văn thù đã trả lời cho Ngài Di Lặc Bồ Tát, vân vân và vân vân. Vậy thì 28 phẩm đó, đối cơ của từng phẩm một đều là cái ngôi vị của các vị Đại Bồ Tát suốt qua 28 phẩm. Cho nên sau khi chúng ta học hết 28 phẩm của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta sẽ tóm lược lại thành một cái dàn bài. Từ cái phẩm thứ nhất là phẩm tựa, đến cái phẩm thứ 28 là phẩm phổ hiền khuyên pháp. Kính thưa quý đạo hữu, chúng ta đi vào cái nội dung của phẩm thứ 26 là Đà La Ni. Khi chúng ta nói đến cái chữ Đà La Ni có nghĩa là mật chú. Mà mật chú như vừa rồi đã thưa với quý Phật tử đó là chúng ta không có giải thích được, chúng ta không có lý giải ngang qua những cái câu thần chú mà các vị Đại Bồ Tát cũng như là các vị Trì Quốc Thiên Vương, Phạm Vương, Đế Thích, Càn Thác Bà, Dược Xoa, vân vân phát tâm đọc cái câu thần chú đó để hộ trì cho người thọ trì kinh Pháp Hoa. Do vậy mà quý đạo hữu biết được rằng một khi mà quý đạo hữu cầm cái bộ kinh Pháp Hoa ở trên tay, rồi đặt xuống dưới kệ tụng kinh, rồi dở ra để mà tụng từng lời, từng chữ ở trong đó, thì quý đạo hữu phải biết rằng có các vị vô hình. Vô hình là đối với cái nhãn quan của chúng ta không thấy, cho nên chúng ta gọi là vô hình. Thì các vị đó họ gia trì, họ giúp đỡ, họ gìn giữ những người thọ trì kinh Pháp Hoa đó. Và họ giúp đỡ, họ thọ trì kinh Pháp Hoa đó là bổn phận trách nhiệm của họ. Để họ trì Phật Pháp, họ hộ trì Phật Pháp. Mà trong khi họ hộ trì Phật Pháp đó, họ cũng nghe được lại những lời mà trong kinh Pháp Hoa đã diễn giảng. Nhờ chúng ta tụng bộ kinh Pháp Hoa cho nên họ có được cái nhân duyên để nghe lại những lời kinh Pháp Hoa đó. Còn nếu mà chúng ta không có tụng, chúng ta không có đọc, chúng ta không có diễn giảng, thì các vị đó họ không có được cái nhân duyên để họ nghe những cái lời mà ở trong kinh Pháp Hoa, cũng như là tất cả các bộ kinh khác cũng vậy. Cho nên quý đạo hữu biết được rằng như phẩm phổ môn vừa rồi đã trình bày đó, lúc nào chúng ta đi đứng nằm ngồi cũng đều niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.
thì có nghĩa là chúng ta luôn gìn giữ một cái niệm từ, chúng ta luôn gìn giữ một cái tâm yên vui trong sáng và đem cái tình yêu thương đó đến cho tất cả mọi người. Thưa quý đạo, chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta luôn biểu hiện và gìn giữ cái lòng từ bi ở trong tâm thức của chúng ta, thì đó là hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm luôn sống với chính mình qua cái sự sinh hoạt 24 tiếng đồng hồ mà tự thân của mỗi con người đang thọ trì cái danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, đang thọ trì cái danh hiệu Bồ Tát A Di Đà. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, khi mà chúng ta niệm danh hiệu của các vị Bồ Tát, hay là chúng ta phát nguyện thọ trì những cái hạnh lành, mà những cái hạnh lành đó, những cái công đức đó được chư Phật, chư vị Bồ Tát hiện thân để hành trì những cái duyên lành đó, những cái hạnh lành đó, thì quả thật rằng mình đang làm một cái Phật sự là hướng thân lập mệnh trên cái con đường giác ngộ giải thoát, như là trong quá khứ của chư Phật, như là trong quá khứ của chư vị Bồ Tát. Phải nói là như vậy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học Kinh Pháp Hoa, cầu mong rằng tất cả những người học Phật, những người đệ tử của Đức Phật, chúng ta hãy hành trì và phát nguyện theo như lời của chư Phật giảng dạy và theo như hạnh nguyện độ sinh của các vị Bồ Tát đã hiện thân trong cuộc đời này. Mà sự hiện thân hóa độ của chư vị Bồ Tát tức là sự hiện thân của tâm ý thánh thiện, hiền hậu, công đức từ nơi thâm tâm của mỗi con người của chúng ta. Khi mà một con người làm lành, hay là khi mà chúng ta phát khởi lên một ý niệm lành, làm các công đức, thì quả thật rằng cái công đức đó nó đã tưới tẩm làm cho thân và tâm của chúng ta được tươi mát. Nếu ngày hôm đó mà chúng ta phát tâm làm những Phật sự trong các tự viện, hay là chúng ta đi ra ngoài đường gặp một người ăn xin, một em bé mồ côi mà chúng ta giang tay giúp đỡ bằng một cái tấm lòng tươi mát, thì quả thật rằng ngay trong giờ phút đó chúng ta đã làm được một cái việc mà lòng của mình thấy thanh thản, thoải mái, yên vui. Còn nếu mà trong một ngày đó mà chúng ta làm một cái điều gì mà gây tổn thương đến cho người khác, không làm lợi ích cho kẻ khác, thì quả thật rằng lòng của mình thấy xốn xang, khó chịu. Mà đó là một cái tâm lý mà tự bản thân của chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm kể cả một lời nói mà làm cho người khác họ phải buồn vì mình. Kinh nghiệm một cái nhìn mà không có chân chánh đối với người đang đứng trước mặt của mình là tự nhiên thấy lòng của mình thấy khó chịu. Và sau đó 5 phút, 10 phút là mình phải xin lỗi với lòng mình phải sám hối với lòng mình. Thật tình nó là như vậy đó thưa quý đạo. Cho nên cái công đức những điều thiện mà nó tồn tại trong tâm thức của mỗi người, nó dàn trải và tạo dựng một cái nếp sống bình yên và hạnh phúc trong mỗi con người chúng ta là một điều vô cùng quan trọng. Chứ không phải rằng chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta phải có tiền nhiều, chúng ta phải có của cải to lớn thì mới là quan trọng đâu. Chỉ cần một ý niệm thiện dấy khởi lên là mình thấy lòng của mình đã thấy thanh thản yên vui. Mà nếu mà một tâm niệm, nếu là một cái ý nghĩ ác mà dấy khởi lên, quả thật đó là một sự xốn xang và chúng ta cần phải quay lại trong tâm thức của một người nam nữ cư sĩ Phật tử học Phật hôm nay. Thưa quý đạo hữu, lúc bây giờ Bồ Tát Dược Vương đứng dậy chắp tay hướng Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người thọ trì Kinh Pháp Hoa, đọc tụng thông suốt Kinh Pháp Hoa thì phước đức có nhiều chăng?
Lại một lần nữa, điều này được lặp lại. Mà từ nơi phẩm đầu cho đến phẩm thứ 26 này, các vị Đại Bồ Tát, những cái vị đối cơ để Đức Thế Tôn thuyết giảng, đều có những cái câu hỏi là cái vị Bồ Tát đó tu cái hạnh gì, cái con người đó thọ trì kinh Pháp Hoa như thế nào, mà vị Đại Bồ Tát đó có công đức to lớn, các vị thọ trì kinh Pháp Hoa ấy công đức nó nhiều như thế nào, bạch Đức Thế Tôn có thể nói cho chúng con được biết. Thì ở nơi đây lại được lặp lại một lần nữa, chứng tỏ rằng kinh Pháp Hoa là một bộ kinh mà cho con người phước đức, cho con người những điều hiền thiện, cho con người những điều mà được như ý. Nếu con người đã nhất tâm thọ trì kinh Pháp Hoa, sẵn lòng để gìn giữ kinh Pháp Hoa như là gìn giữ những lời giảng dạy của Đức Phật, và áp dụng lời kinh đó vào trong cái sự tu tập của mình mà không sai một chữ như trong kinh Pháp Hoa đã nói, thì quả thật rằng đó là một cái tinh thần, một cái phước đức mà chúng ta đang có trong hiện tại này. Thì sau khi mà Ngài Diệu Vương Bồ Tát thưa thỉnh như thế đó, thì Đức Thế Tôn cũng nói như là bao nhiêu lần của những phẩm trước, là nếu có một người nào đó mà phát tâm cúng dường nhiều 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 chư Phật trong quá khứ, chư Phật trong hiện tại, chư Phật trong tương lai, thì có người đó có nhiều phước đức hay không? Thì Ngài Diệu Vương Bồ Tát nó bạch Đức Thế Tôn, người nào mà phát tâm cúng dường cho nhiều vô lượng chư Phật hằng hà sa chư Phật trong quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật trong tương lai, thì thưa dạ, phước đức nhiều lắm bạch Đức Thế Tôn. Cũng vậy, nếu người nào mà phát tâm thọ trì kinh Pháp Hoa, tu tập theo kinh Pháp Hoa, gìn giữ kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa, dù người đó chỉ thọ trì chỉ một bài kệ không thôi, thì người đó cái phước đức, nếu là không muốn nói rằng hơn cái phước đức của người phát tâm cúng dường vô lượng chư Phật, thì cũng ngang bằng cái phước đức của người mà phát tâm cúng dường vô lượng chư Phật đó. Này Dược Vương Bồ Tát, chúng ta nghe rất nhiều cái ý này, cái câu hỏi này và sự trả lời của Đức Phật trong những phẩm trước. Vậy thì quý nam nữ cư sĩ Phật tử có một niềm tin vững chắc ở nơi kinh Pháp Hoa chưa? Mà đây là lời của Đức Phật trả lời cho Ngài Dược Vương Bồ Tát, cũng như đây là những lời mà của Ngài Dược Vương Bồ Tát hỏi Đức Phật, chứ không phải ai có khả năng để mà tự nghĩ hoặc là phịa ra để mà nói được đâu. Và quý đời hữu biết được rằng cái bộ kinh Pháp Hoa sau khi được kết tập, các nhà luận sư đã để vào thêm những cái phẩm, mà những phẩm đó như là phẩm Đề Bà Đạt Đa, như là phẩm là Long Nữ 8 tuổi thành Phật, vân vân và vân vân, để muốn nói lên cái ý nghĩ viên dung mà lời Đức Thế Tôn đã giảng dạy rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và tất cả chúng sinh đều thành Phật hết. Mà không có một chúng sinh nào, dù trước kia Đức Thế Tôn nói rằng nếu một con người nào mà vi phạm ngũ nghịch tội, hay là một chúng sinh nào mà chúng sinh đó được gọi là nhất xiển đề, rơi vào trong phạm trù của nhất xiển đề, nhưng mà đó là một phương thức đối cơ để Đức Thế Tôn thuyết giảng, để điều phục những cái tâm mà những cái tâm ác, những cái tâm bất thiện đối với những người được gọi là cha sanh mẹ đẻ, đối với những con người mà được gọi là thầy tổ giảng dạy giáo dục thành người, mà bây giờ chúng ta làm hại họ thì điều đó là không thể tha thứ được. Nhưng mà quý đạo hữu biết được không, không thể tha thứ được đó là chỉ đứng trên phạm trù của thế gian mà nói. Đó là phương tiện đối cơ để Đức Thế Tôn nói. Còn trên phương diện,
trên phương diện thật tánh bình đẳng thì ai cũng có Phật tánh hết. Cho nên Đức Thế Tôn đã giảng dạy Kinh Pháp Hoa và chư vị luận sư đã để vào những cái phẩm Đề Bà Đạt Đa đó để cho chúng ta thấy được rằng Đề Bà Đạt Đa nếu đứng trên phương diện của thế gian, Đề Bà Đạt Đa đã vi phạm ngũ nghịch tội. Hoặc là những con người, những chúng sinh nào rơi vào trong ác kiến, nhưng mà rồi sau một thời gian trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi thì rồi cuối cùng cũng trôi qua, cũng vượt qua và tiếp tục đứng lên trên cái tinh thần lễ nghi, đạo đức, hiền thiện, sanh tâm, kiên cố. Và chúng sinh đó, con người đó sẽ chứng đắc, sẽ gặt hái những thành quả tốt đẹp. Như là ở trong phẩm mà Ngài Xá Lợi Phất đã thưa thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng Kinh Pháp Hoa, thì ngay khi đó 5.000 người tỳ kheo ni và tắc ưu bà di bỏ ra khỏi hội chúng. Nhưng mà thưa quý Phật tử, như đã nghe rồi đó, 5.000 người đó không ai khác hơn là hiện tại chư vị Bồ Tát đang ngồi trước mặt Đức Phật. Nói như thế đó để chúng ta luôn nghĩ rằng cái tinh thần giáo pháp tu tập của nhà Phật chúng ta, của nhà Phật chúng ta là một tinh thần giáo pháp viên dung cho tất cả con người, cho tất cả chúng sinh. Dù những người đó là vi phạm ngũ nghịch tội, dù những con người đó được gọi là nhất xiển đề, nhưng mà đó là ngôn ngữ. Do vậy mà chúng ta học Kinh Pháp Hoa để rồi chúng ta thấy được rằng cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn mà như bao nhiêu lần đã thưa với quý đạo hữu, nó dàn trải một cách dạ hùng vĩ, nó dàn trải một cách vĩ đại. Nó đã thăng tiến, nó đã thăng hoa đời sống con người tuyệt đỉnh mà không phân biệt đây là thế giới của loài người, kia là thế giới của Atula, của Càn Thác Bà, của Ca Lô La, của Khẩn Na La, của Ma Hầu La Già, hay là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó là dưới cái mắt, dưới con mắt nhìn, để chúng ta thấy trong phạm trù của phàm phu, trong phạm trù của hữu lậu. Nhưng mà trên cái nhãn quan của một bậc thánh thì tất cả đều là bình đẳng như nhau. Ngày hôm nay một con người xấu theo như quan niệm của chúng ta, nhưng mà ngày mai rồi họ nhờ những cái nhân duyên thù thắng, họ gặp những thiền hữu tri thức, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta còn đánh giá họ là một con người có lỗi lầm, một con người không tốt, một con người bỏ đi, một con người chúng ta không thể chấp nhận. Đó là sự phân biệt và cái nhìn của thế gian. Do vậy ngày hôm nay chúng ta học, chúng ta còn mong rằng tất cả những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta học Kinh Pháp Hoa ngày hôm nay, chúng ta hãy gìn giữ một cái tâm thuần thiện và bình đẳng trên tinh thần tu chứng, để chúng ta thấy được rằng tất cả những người sống chung quanh của chúng ta đều là thiện hữu tri thức hết, đều là những người tốt hết. Dù đó là những người ác thì người ác đó cũng là ác tri thức. Tri thức có hai loại, một là thiện hữu tri thức, hai là ác hữu tri thức. Nhưng mà ác cũng là tri thức, vì họ làm những điều ác tổn hại đến người khác, bị người khác chê cười, bị người khác khinh bỏ, bị người khác nguyền rủa. Và chúng ta nghe được, chúng ta thấy được những cái điều nguyền rủa, chê bỏ lỗi lầm đó mà chúng ta tránh. Và khi chúng ta tránh, chúng ta không có làm những điều như là người đó làm, thì thưa quý đạo hữu, đó có phải là ác hữu tri thức không? Nhờ họ mà mình tránh những cái điều mà
thế gian chê cười, nhờ họ mà chúng ta không làm những cái điều lỗi lầm. Do vậy mà thiện tri thức, ác tri thức, thiện hay ác đều là tri thức hết. Cầu mong rằng trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta phải thấy được hai cái vai trò của thiện hữu tri thức và ác hữu tri thức đó. Mà trong kinh Pháp Hoa này, quý đệ hữu đã tụng và quý đệ hữu đã nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Thế Tôn nói nhờ Ngài Đề Bà Đạt Đa mà Đức Thế Tôn đã thành đạo sớm hơn. Quý đệ hữu thấy chưa? Thành thử ra nói tới, nói lui, nói gì thì nói, chúng ta phải thẩm thấu được rằng cái tinh thần từ bi nó đã nội hàm trong tất cả mọi phương diện và phương tiện trên cái tiến trình độ sinh. Mà chúng ta không thể bỏ cái phương tiện đó được, thưa quý đệ hữu. Hai chữ từ bi nó đã nội hàm tất cả mọi ý nghĩa, nó đã hàm tàng tất cả mọi phương tiện trên cái tinh thần tu tập và cứu độ chúng sinh. Vậy thì sau khi mà Đức Thế Tôn trả lời cho Ngài Dược Vương Bồ Tát rằng một con người mà thọ trì kinh Pháp Hoa hay là chỉ cần một bài kệ không thôi mà áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình để tu tập thì quả thật rằng phước đức nhiều lắm, thưa quý đệ hữu. Nếu chúng ta nói bằng một cái ngôn ngữ bình thường như thế đó mà không nói như là một cái ngôn ngữ của Đại Thừa ở trong kinh văn. Và sau khi mà nghe Đức Thế Tôn trả lời cho mình như thế đó thì Bồ Tát Dược Vương rằng kỳ diệu thay, hay là thật lành thay, thật phước đức thay, cho một con người mà phát tâm thọ trì kinh Pháp Hoa mà phước đức nhiều đến như vậy thì quả thật rằng tự thân của con, tức là tự thân của Ngài Dược Vương Bồ Tát, cũng như tự thân tất cả những người trong Pháp hội mà Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Pháp Hoa đó đều phát tâm hộ trì hết. Không ai là người không phát tâm hộ trì, kể cả các vị Đại Bồ Tát, rồi kể cả các vị Thiên Vương, Hộ Quốc Thiên Vương, vân vân, là những cái vị thần hộ trì trong thế gian này, cũng như là các vị thiện thần, vân vân. Thì ngay khi đó, Ngài Dược Vương Bồ Tát liền phát khởi lên một cái tâm ý là cúng dường một bài kệ để hộ trì cho người thọ trì kinh Pháp Hoa, là đọc tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên như hồi nãy đã thưa với quý đệ hữu đó, mỗi khi mà quý đệ hữu tụng kinh Pháp Hoa là vây quanh quý Phật tử trên đầu hoặc là chung quanh tất cả đều có các vị thiện thần, chư thiên, dạ, chống giáng ma sử, nghiêm thân khể thủ để cúi đầu mà nghe những lời kinh Pháp Hoa mà quý nam nữ cư sĩ Phật tử tụng. Cho nên đó là một cái điều mà thực tế ở trong kinh đã trình bày bằng cái ngôn ngữ, bằng một cái văn tự của kinh một cách rõ ràng, chứ không phải ai tự nói ra được. Thì ở nơi đây, Ngài Dược Vương Bồ Tát liền khi đó đã đọc lên cái bài kệ để hộ trì người đọc tụng kinh Pháp Hoa. Bài kệ đó là An nhĩ mạn nhĩ, ma nể ma ma nể, chỉ lệ giá lệ đệ, xa lý xa lý, đa vĩ chuyên đế, vân vân. Thần chú này là của 62 ức hằng hà sa chư Phật đã nói trong quá khứ. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta thấy được rằng khi các vị Đại Bồ Tát, Ngài Dược Vương Bồ Tát nói lên câu thần chú đó là tự nơi thâm tâm của mỗi người tụng kinh Pháp Hoa đã tồn trữ hiện hữu cái bài thần chú đó, và từ nơi cái tấm lòng thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa và câu thần chú đó đã bảo hộ cho người tụng kinh Pháp Hoa đều được bình an và hạnh phúc, cũng như gặt hái được một cái thắng duyên phước đức ngay khi mà mình tụng kinh Pháp Hoa.
Vậy thì những người tụng kinh Pháp Hoa, những người có một tấm lòng sùng phụng ở nơi kinh Pháp Hoa, thì tất cả những con người đó đều có những câu thần chú đó ở trong thâm tâm, mặc dù từ trước đến giờ mình không có biết, bởi vì thần chú là bí mật. Cho nên trên tinh thần giáo lý của Đức Phật có hai: một là hiển giáo, hai là mật giáo. Mà Đà La Ni thuộc về mật giáo, thì cái mật giáo đó là một tinh thần giáo pháp mà phẩm Đà La Ni này để áp chót của bộ kinh Pháp Hoa, là ý muốn nói rằng Đà La Ni sẽ thu tóm hết tất cả những cái phương tiện trên tinh thần thuyết giảng độ sinh, mà những phương tiện đó như là ngang qua những lời giảng dạy, ngang qua cái tinh thần viên giáo, đốn giáo, hiển giáo, mật, thiền, tịnh, vân vân. Do vậy mà phẩm Đà La Ni để áp chót, để tóm thâu hết tất cả mọi cái phương diện cũng như là phương tiện độ sinh mà các vị Đại Bồ Tát đã hiện thân để đối diện với Đức Thế Tôn, hỏi những lời có lợi ích cho con người để Đức Thế Tôn trình bày trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và sau này qua cái phẩm Phổ Hiền Khuyến Pháp, quý đạo hữu sẽ thấy được rằng người mà thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc và hiểu được kinh Pháp Hoa, đó là do năng lực hộ trì của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng chư vị Bồ Tát mà gần gũi với mình là những vị Bồ Tát như Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát không thôi. Chính vì vậy đó mà nhân ở nơi đây chúng tôi xin được lặp lại, được xin lặp lại cái tinh thần giáo pháp là cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo. Mà cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo đó bao nhiêu năm tháng mãi suy tư về nó, và bao nhiêu năm tháng luôn hành trì về nó, và bao nhiêu năm tháng không hề, phải nói rằng không hề quên về cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo. Mà chính cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo đó đã gìn giữ cái đời sống của những người học Phật một cách an toàn. Tinh thần học Phật một cách an toàn đó, dù đó là một em bé, dù đó là một anh chàng thanh niên, hay dù đó là một cụ già, tất cả đều được an toàn. Một em bé mà em bé đó có cái tâm niệm Phật, em bé đó có một niềm tin yêu sâu xa nơi sự hiện thân của chư Phật và cứu độ của chư vị Bồ Tát, thì em bé đó vẫn gặt hái được những thành quả tốt đẹp, lợi lạc cho tự thân của em bé đó. Như bao nhiêu lần đã thưa với quý đạo hữu đó, những em bé ngồi bên đường vung cát, làm những cái thành quách, làm những cái bánh gặp Phật, phát tâm cúng dường một cái bánh bằng đất sét, em bé đó gặt hái một cái thành quả mà chúng ta không thể nói được. Đó là câu chuyện của ngài Ashoka, tức là vua A Dục hộ trì Phật pháp sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn khoảng 100 năm. Vậy thì cái thành quả của em bé đó, chúng ta thấy rất nhiều những câu chuyện ở trong nhà Phật của chúng ta. Rồi những anh chàng thanh niên như thế nào? Có gặt hái được nhiều thành quả trên tiến trình tu chứng của một bậc thánh hay không? Dạ thưa quý đạo hữu, cũng thật nhiều. Và những cụ già thì sao? Những cụ già trên quê hương Việt Nam của chúng ta chỉ ngồi trên cái tấm phản rồi hói trầu và niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, ấy với bà khi xả bỏ báo thân thì có hương thơm đầy ở trong phòng, rồi có ánh sáng ở trong phòng, và khi các cụ già đã xả bỏ báo thân được về với Phật. Vậy thì ngôi nhà cấu trúc, cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo
không có phân biệt, không có dành riêng từng phạm trù cho mỗi căn cơ của mỗi chúng sinh. Mà nếu ai có một niềm tin vững chắc và nỗ lực tu tập, hay là một tấm lòng chân thành, thì con người đó đều thu hoạch kết quả tốt đẹp. Dù đó là một em bé, dù đó là một anh chàng thanh niên, dù đó là một cô thôn nữ, hay dù đó là một cụ già đi nữa, tất cả đều có lợi ích hết. Cho nên cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo chúng tôi đã nhiều lần trình bày, và chúng tôi xin phép được nhắc lại nếu quý đạo hữu nào chưa nghe cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo đó. Thứ nhất, trong cuộc sống này chúng ta thường hay nghe còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây không thay lại nói cha mẹ mất rồi con phải mồ côi. Dạ, cái nền văn học dân gian của chúng ta nói như vậy đó thưa quý đạo hữu. Vậy thì còn cha còn mẹ thì hơn. Ở nơi đây chúng ta dùng cái ngôn ngữ của trần gian để chúng ta nói về phương diện của trần gian. Còn cha là ai? Chúng ta còn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, mà chúng ta thường hay gọi rằng đó là đấng từ phụ. Mà nếu chúng ta dùng một cái ngôn ngữ khác thì đó là một bậc đạo sư. Và nếu mà chúng ta dùng một cái ngôn ngữ thánh thiện hơn nữa thì đó là một bậc thiện thể, chánh biên tri, minh hạnh túc. Vậy thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là cha lành muôn thuở của con người, cha lành muôn thuở của bốn loài chúng sinh, chứ không phải là riêng con người không. Bốn loài chúng sinh đó là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh. Đó là đấng cha lành của bốn loài chúng sinh đó. Mà chúng ta thuộc về cái loài sinh ra từ nơi bào thai. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta còn cha, như vậy là còn cha gót đỏ như son. Chứ đâu có cha chết để rồi gót con đen sì đâu. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta còn cha của chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đi học về, chúng ta đi làm về, chúng ta thấy được một cái hình ảnh, mà hình ảnh đó chúng ta thường hay nghe được gọi là nghiêm đường, là một cái hình ảnh kính quý, rường cột trong cái ngôi nhà đó. Làm chủ cái ngôi nhà đó là cái xương sống của ngôi nhà đó. Thì chúng ta còn lo lắng cái gì nữa khi mà chúng ta còn cái tình yêu thương của người cha, khi mà chúng ta còn cái tình yêu thương đùm bọc, che chở, nắng mưa của người cha, thì quả thật rằng đó là một hạnh phúc. Cho nên còn cha gót đỏ như son như vậy đó. Buổi sáng 5 giờ cha của mình đã thức dậy, ra ngoài chuồng trâu, mở cửa dẫn trâu ra ngoài đồng, cày sâu cuốc bẫm một nắng hai sương, để rồi mùa lúa năm đó, đàn con 5 đứa, 7 đứa, có cơm để mà ăn, có khoai để mà ăn, có đủ mọi thứ cho cuộc sống. Khi mà đàn con 5 đứa, 7 đứa đó nhờ công của cha cày sâu cuốc bẩn. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta còn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ nơi cõi ta bà này. Cho nên chúng ta luôn niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư tức là cái vị thầy chính, vị thầy gốc, cái vị thầy mà mình có thể nương tựa ngồi ở dưới cái gốc đại thọ đó, để mà mình được che mưa, mình được chở nắng, mình không còn phải lo âu gì nữa hết, mình không còn buồn phiền gì nữa hết, bởi vì cha của mình còn hiện diện ở đây đó. Thì quý đạo hữu thấy rằng có hạnh phúc chưa khi mà còn cha? Cho nên cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo, cái hình ảnh của một người cha còn hiện diện ở nơi cái ngôi nhà đó, thì quả tình rằng dạ, chúng ta không có lo nghĩ nữa.
Mà khi nói đến hình ảnh của người cha đó, chúng ta đã nhớ lại cái phẩm thí dụ là một người cha mà thấy cái nhà của mình đang cháy và trong cái nhà đó có bao nhiêu người con ở trong đó, mà những đàn con trong đó nó lo vui chơi không, nó không biết nguy hiểm của lửa để nó chạy ra ngoài, thì người cha đó thương đàn con, cho nên ở ngoài đường, ở ngoài sân nói rằng: này các con hãy ra đây, cha cho các con đủ thứ xe, đủ thứ đồ chơi vui chơi. Mà khi nghe như thế đó, đứa con vội vàng chen lấn chạy ra để có đồ chơi. Quý đạo hữu thấy Đức Thế Tôn phương tiện để mà giáo hóa chúng sinh một cách dễ thương chưa? Trời ơi, người cha ở bên ngoài mà không làm gì khác hơn hết, mà chỉ kêu nó: các con hãy ra đây, cha cho các con các thứ xe chơi nè, các đồ chơi chơi nè, cũng vậy các con nè, đến đây cha cho bánh ít ăn nè, cha cho bánh bao ăn nè, cha cho khoai lang ăn nè, cha cho khoai mì ăn nè, đủ thứ đồ ăn. Và quả thật rằng những người con đó hạnh phúc, những người con đó bình yên. Quý đạo hữu thấy hình ảnh của người cha chưa? Và thưa quý đạo hữu, nói đến hình ảnh của người mẹ, và chúng ta biết được rằng ngày hôm nay chúng ta còn cha đó, vậy thì bây giờ chúng ta coi thử rằng chúng ta có còn mẹ hay không. Thưa quý đạo hữu, trên phương diện độ sinh, tất cả đều là phương tiện. Chính vì phương tiện đó, cho nên trên tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn và các nhà luận học, đạo sư, các bậc thánh đã quyền bày phương tiện. Và vì lòng từ bi của chư Phật trong quá khứ mà đã hiện thân ra một hình ảnh, một hình ảnh đó, một con người đó, một vị đại Bồ Tát đó, giàu lòng từ bi cứu độ đó, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm mà quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã biết. Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm mà chúng ta được thi vị hóa bằng một tình thương yêu của một người mẹ, cho nên được gọi là mẹ hiền Quan Âm. Dĩ nhiên, chúng ta nói ở nơi đây không phải là chúng ta đứng trên một phương diện gọi là rốt ráo tối thượng để chúng ta nói, mà chúng ta nói ở nơi đây là chúng ta đứng trên phương diện phương tiện, quyền xảo để chúng ta nói. Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm được tôn xưng là mẹ hiền Quan Âm. Mà như quý đạo hữu đã nghe đó, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường. Người bình dân Việt Nam của chúng ta nói mồ côi cha có nghĩa là còn mẹ. Mà khi còn mẹ thì ăn cơm với cá. Mà nếu mà mồ côi mẹ nữa, nếu mà nói mồ côi mẹ thì liếm lá đầu đường. Mà giả dụ như mà mồ côi mẹ mà cha còn sống thì chúng ta lại tiếp tục nghe gà trống nuôi con. Quý đạo hữu thấy gà trống mà nó nuôi con thì quả thật rằng nó không có duyên dáng chút nào hết trơn hết rồi. Rơi vào trong một tình cảnh bắt buộc gà trống phải nuôi con thì quả thật rằng đó là một hình ảnh và thương tâm. Gà trống làm sao nuôi con bằng gà mẹ được? Cũng như người cha làm sao nuôi con bằng người mẹ được? Người mẹ hiểu được cái tâm lý của người con, người mẹ dịu dàng qua đôi tay, nằm ấm qua trái tim và ôn tồn nhã nhặn qua lời nói đối với người con. Và thưa quý đạo hữu, chính vì vậy đó cho nên quý đạo hữu cũng đã nghe đó, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà là như vậy đó. Tại vì mẹ thương con quá mà. Vì thương con cho nên con đòi cái gì mẹ cũng cho, con muốn cái gì mẹ cũng chịu, nũng nịu cái gì mẹ cũng nghe theo, cho nên con hư là tại mẹ mà cháu hư tại bà. Vậy thì khi mà chúng ta còn cái sự yêu thương và tinh thần hóa độ của Bồ Tát Quán Thế Âm thì quả thật rằng cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo đến ngày hôm nay, quý đạo hữu thấy rằng cái cấu trúc đó chúng ta còn cha, chúng ta còn mẹ. Mà nếu mà chúng ta không có
trái ý Phật lòng cái gì đó rồi chúng ta hà vào lòng mẹ, nó mẹ ơi, mẹ có biết, biết gì, biết là con thương mẹ không? Thì quả thật rằng cái tình thương yêu của Bồ Tát Quán Thế Âm là một tình thương yêu như là một người mẹ mà ngày hôm nay chúng ta còn mẹ ở trong cuộc đời này. Tình mẹ đó, quý đạo hữu muốn gì cũng được hết. Gặp những sự khổ nạn nào, quý đạo hữu cũng cầu xin nơi mẹ. Làm những việc gì mà nó chưa được thành tựu thì chúng ta cũng cầu lòng yêu thương của mẹ ban bố cho. Từ cái ăn, từ cái ngủ, vân vân và vân vân, tất cả đều là được nuôi lớn bằng tình thương của mẹ. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm không có từ nang bất cứ một điều gì mà khi mà chúng ta niệm đến danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà như vừa rồi quý đạo hữu đã nghe ngang qua phẩm Phổ Môn, vậy thì khi mà chúng ta còn mẹ là chúng ta còn đầy đủ cái tình thương yêu. Mà đến cứ mỗi lần đến mùa Vu Lan, cài lên ngực của mình một đóa hồng tươi, một đóa hồng trắng, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái giá trị của đóa hồng tươi như thế nào, cái giá trị của đóa hồng trắng như thế nào. Cho nên ngày hôm nay mong rằng tất cả những người con hãy biết thương mẹ, mong rằng tất cả những người con hãy quý kính tình thương yêu của cha, tình thương yêu của mẹ, mà không luống qua hai cái tình thương yêu đó để rồi một ngày mai kia hai tình thương yêu đó vượt ra khỏi tầm tay của chúng ta, thì tới chừng đó chúng ta có muốn gì đi nữa thì hai tình thương yêu đó cũng không còn. Khi xưa nghe mẹ thở dài bâng quơ chẳng hỏi vì ai mẹ sầu. Bây giờ mẹ có còn đâu chẳng nghe tiếng thở cũng đau nát lòng thưa quý đạo hữu. Thì tới chừng đó chúng ta có thắp đuốc đi tìm mẹ khắp bốn biển, khắp bốn phương trời đi nữa chúng ta cũng không còn thấy được tình mẹ như là khi xưa mẹ ẵm, mẹ bồng, mẹ ru, mẹ hát. Vậy thì cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo ngày hôm nay, tất cả những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta còn cha, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Chúng ta còn mẹ, đó là mẹ hiền Quán Thế Âm đang hiện hữu trong cuộc đời này. Và thưa quý đạo hữu, còn nữa làm sao? Trong tinh thần giáo pháp của nhà Phật có giảng dạy một tinh thần giáo pháp là nếu chúng ta ăn không hiền, ở không lành, chúng ta sai chân sảy bước trong cuộc sống này, chúng ta làm những điều không có được tốt đẹp, chúng ta làm những điều mà nó không phù hợp trên tinh thần của chánh pháp và không phù hợp với tinh thần yêu thương của tất cả con người, thưa quý đạo hữu, chúng ta rớt xuống địa ngục. Phải không? Khi mà chúng ta tạo những điều bất thiện, chúng ta nên tạo những cái điều không có đúng, chúng ta không làm được các cái hạnh lành, chúng ta không làm được những điều lợi ích cho tự thân của chúng ta cũng như cho tha nhân. Chúng ta rít rắm, chúng ta không có bố thí, chúng ta không có cúng dường, chúng ta không có tu phước, chúng ta ganh tị, đố kỵ, tị hiềm, tranh chấp với nhau và bao nhiêu những cái tâm ác bất thiện đó. Nó tồn trữ trong tâm thức của chúng ta sau khi xả bỏ thân mạng này rồi. Thì thưa quý đạo hữu, đó là những cái năng lực để nó đẩy đưa mình đến những cái chỗ không được tốt, những cái thế giới không được an lành. Thì ở nơi đó, cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo đã sắp đặt, đã xây dựng sẵn cho chúng ta. Thì ở nơi đó có Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng ngài phát nguyện đi vào trong địa ngục để cứu khổ chúng sinh trong địa ngục. Mà ngày nào còn có một chúng sinh ở nơi địa ngục thì Bồ Tát Địa Tạng chưa chứng đắc quả vị Nê Hoàng, chưa thành Phật, mà mãi là làm Bồ Tát Địa Tạng để cứu khổ chúng sinh.
Quý đạo hữu thấy có một cái tư tưởng nào, một cái triết thuyết nào, một cái văn văn mà có được một cái hình ảnh như thế đó không? Nguyện suốt đời ở địa ngục để mà độ chúng sinh. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay, trời ơi, chúng sinh còn đầy dẫy, chúng sinh còn quá nhiều. Khi nói đến chúng sinh là đa sinh tử, khi nói đến chúng sinh là không thể tính đếm. Vậy thì cho đến bao giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thành Phật được? Quý đạo hữu thấy thương Bồ Tát chưa? Dầu biết rằng đó là phương tiện trên tinh thần giáo pháp và độ sinh, nhưng tinh thần giáo pháp và phương tiện độ sinh đã dàn trải và xây dựng cho mình một cái thế giới, một cái nhân sinh quan, mà cái nhân sinh quan đó không xa rời đời sống của con người. Đời sống của con người có thiện và đời sống của con người có bất thiện. Nhưng mà đời sống của con người bất thiện đó không phải là theo cái nhìn của nhà Phật là bỏ họ hay là không có trách nhiệm với những người không thiện đó. Nhà Phật luôn đeo đuổi và có bổn phận trách nhiệm đối với những người mà không thiện, để hướng dẫn họ trở thành thiện, hướng dẫn họ tiến thân trên con đường thánh thiện. Quý đạo hữu thấy cái tinh thần của đạo Phật chưa? Vậy thì Bồ Tát Địa Tạng ở dưới địa ngục làm gì? Nếu mà có chúng sinh nào đó mà rơi vào trong địa ngục đó, Bồ Tát hỏi ở đâu vân vân và vân vân, làm việc gì? Mà cái tâm tư thuần thiện của Bồ Tát Địa Tạng và lòng từ bi của Bồ Tát Địa Tạng đâu có muốn rằng con người hoặc là ai phải vào ở trong địa ngục đâu. Do vậy mà Bồ Tát thuyết giảng, hướng dẫn, chỉ bày để cho con người đó nhớ lại cái điều thiện mà con người đó được tiếp tục làm các hạnh lành và trở thành một con người tốt. Đó là ý niệm hay là biểu trưng tinh thần hạnh nguyện độ sinh của một vị Bồ Tát trên tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo. Do vậy mà Bồ Tát Địa Tạng được có mặt ở nơi những chỗ mà khổ đau, những chỗ mà không được tốt đẹp trong đời sống hàng ngày này, để rồi từ chỗ đó những con người gặp phải những điều không hay, những điều không tốt, và được Bồ Tát Địa Tạng hướng dẫn, chỉ bày. Dù rằng nếu không phải là một ngày cũng hai ngày, không phải hai ngày cũng ba ngày, và vân vân, trên cái tinh thần phương tiện hóa độ của nhà Phật đó. Chúng ta còn cha, chúng ta còn mẹ là chúng ta đã yên lòng rồi. Mà nếu mà chúng ta gặp những điều không tốt, mà rơi vào những cái chỗ không hay, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta cũng yên lòng. Ở đó có Bồ Tát Địa Tạng, ở đó có các vị thiền hữu trí thức, ở đó có những người bạn tốt để hướng dẫn chúng ta, chỉ bày chúng ta ra khỏi cái con đường mà nhiều tai nạn ấy, nhiều sự khốn cùng ấy. Quý đạo hữu phải thấy được cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo là như vậy. Và rồi trong nhà Phật của chúng ta cũng có một cái pháp môn tu, mà cái pháp môn đó là pháp môn niệm Phật. Nếu ai trong chúng ta mà nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nhất tâm bất loạn, có một niềm tin yêu nơi Đức Phật A Di Đà ở nơi thế giới cực lạc Tây phương kia, thì sau khi xả bỏ báo thân, nếu mà con người đó cả đời được thuần thiện thì vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc. Và nếu mà con người đó mà cả đời không có thuần thiện, mà đến giây phút được gọi là cận tử nghiệp, mà nhớ hình ảnh của Đức Phật A Di Đà và danh hiệu Đức Phật A Di Đà và nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cũng được đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là mang trọn cái nghiệp ở nơi thế giới Sa Bà này
về nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc, nằm trong cái nụ hoa sen kia, trải qua một đại kiếp. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, chúng ta tạo những điều không tốt nơi thế giới Sa Bà này mà được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, nằm trong hoa sen kia, trải qua một đại kiếp, thì quả thật rằng nó cũng được bình an và hạnh phúc hơn ở nơi thế giới Sa Bà này. Nhiều sự buồn phiền bạo động, bệnh tật, đủ thứ hết đó quý Phật tử ơi. Vậy thì chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, được Bồ Tát Quán Thế Âm, được Bồ Tát Đại Thế Chí cầm tràng phan bảo cái đến để mà tiếp dẫn chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc kia, thì còn có một niềm an lạc và hạnh phúc nào bằng nữa thưa quý đạo hữu? Ở chỗ cùng hung cực ác, đau thương miên triền miên, thì cũng có Bồ Tát đang hiện diện ở nơi đó, mà ở nơi một thế giới hoàn toàn được vui đẹp, hạnh phúc, an lành, thì cũng có chư Phật Bồ Tát ở nơi đó. Vậy thì chúng ta đi đâu cũng đều có chư Phật, chúng ta ở nơi chỗ nào cũng đều có chư vị Bồ Tát để tiếp cận chúng ta, gần gũi với chúng ta, sách tấn chúng ta, hướng dẫn chúng ta để tiến thân trên con đường tu tập. Quý đạo hữu thấy cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo nó an toàn chưa? Nó vững chắc chưa? Vậy thì thưa quý đạo hữu, chúng ta còn lo lắng cái nỗi gì nữa? Chúng ta không còn có lo lắng cái nỗi gì nữa hết. Chúng ta chỉ còn có tu, chỉ còn có niệm Phật, chỉ còn có làm cái vai trò của người nam nữ cư sĩ Phật tử hộ pháp không thôi. Còn cha là một điều hạnh phúc, còn mẹ là một điều hạnh phúc. Nếu chúng ta gặp phải những điều không hay không tốt mà có người hướng dẫn chỉ bày cho chúng ta ra khỏi cái tai nạn đó là một điều hạnh phúc. Rồi chúng ta nỗ lực tu tập, có một niềm tin yêu thâm thiết nơi chư Phật, chư vị Bồ Tát, chúng ta thác sinh vào một thiện xứ, một cái quê hương, một cái quốc độ tốt đẹp, thì đó là một hạnh phúc. Như vậy cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo nó đã dàn trải qua, ở trú xứ nào, phạm trù nào, quốc độ nào, chúng ta cũng đều có hạnh phúc hết. Tại vì quốc độ nào, trú xứ nào cũng đều có chư Phật, cũng đều có chư vị Bồ Tát được dàn trải và cắt đặt từng mỗi vị trí của chư Phật, từng mỗi vị trí của chư vị Bồ Tát trong quốc độ, trong thế giới đó. Rõ ràng nó là như vậy đó thưa quý đạo hữu. Vậy thì một cách tóm lược qua cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo đó, kể từ ngày hôm nay quý Phật tử không còn lo lắng cái gì nữa hết, chỉ tu làm các Phật sự và luôn luôn để cho tâm ý của mình được thanh thản thuần thiện mà không có lo âu gì nữa hết. Vậy thì thưa quý đạo hữu, một cách gión gọn chúng tôi tạm trình bày về cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo đó để cho quý đạo hữu được thanh thản hiểu biết. Và sau khi ngài Dược Vương Bồ Tát đọc cái câu thần chú ấy, thì chư vị Bồ Tát trong pháp hội, như là Bồ Tát Giọng Thí, chư vị Thiên Vương Tỳ Sa Môn, vị trời mà cai quản che chở ở nơi thế gian này, vị trời Thiên Vương Tỳ Sa Môn đó là cái vị trời mà che chở cho thế gian đó thưa quý đạo hữu. Cho nên khi mà chúng ta làm một việc gì, coi chừng ngài Thiên Vương này ngài thấy đó thưa quý đạo hữu, chứ không phải là không thấy đâu. Thiên Vương Tỳ Sa Môn nói như thế đó để cho chúng ta thấy được rằng từ nơi đáy địa ngục A Tỳ lên đến thế gian này, hay là ngang qua các cung trời, đao lợi, đau xúc, vân vân, cho đến cái cõi trời hữu đảnh là cõi trời cao nhất trong tam giới, thì thưa quý đạo hữu, ở bất cứ nơi đâu
cũng đều có các vị thiện thần, cũng đều có các cái vị Phật tử của Đức Phật, cũng đều có những người đệ tử của Đức Phật trấn ngữ ở các phương hướng, đều có mặt trên tất cả mọi tầng cây số, có thể nói theo cái ngôn ngữ của thế thường, có mặt trên tầng cây số để chi thưa quý đạo hữu, để chỉ bày hướng dẫn khích lệ cho con người tu hành làm việc tốt. Cho nên Thiên Vương Tỳ Sa Môn là vị trời che chở cho thế gian. Mà vị trời che chở cho thế gian có nghĩa là chúng ta mang ơn những cái vị trời này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không phải là chúng ta sống trong thế gian này chúng ta mới có các vị thiện hữu tri thức, chúng ta mới có các bạn bè, chúng ta mới có những người hàng xóm lăng la đến chúng ta. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, ngang qua các cung trời đó cũng có các vị thiện thần ở nơi đó, và các vị thiện thần ở nơi đó phát tâm hộ pháp. Cho nên khi mà chúng ta đọc vào trong Tứ A Hàm hoặc là Năm Bộ Nikaya, chúng ta sẽ thấy rằng các vị trời thường hay đến thăm Đức Thế Tôn. Mà quý đạo hữu đã nghe cái câu chuyện là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo với cõi cái Bồ Đề, Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn quán chiếu chúng sinh trong thế gian này. Đức Thế Tôn nhìn thấy được rằng căn cơ của chúng sinh xuôi theo dòng sinh tử, mà giáo pháp tu chứng của Đức Thế Tôn thì ngược dòng sinh tử. Đem tinh thần giáo pháp ngược dòng sinh tử mà áp dụng cho căn cơ xuôi theo dòng sinh tử thì quả thiệt rằng đó là một điều khó. Cho nên Đức Thế Tôn nghĩ rằng thôi Như Lai nhập Niết Bàn đi. Và thưa quý đạo hữu, ngay khi đó có một vị thiên ở trên trời tên là Sambhati đã hiện thân xuống và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nó không bạch Đức Thế Tôn đừng nhập Niết Bàn. Quý đạo hữu thấy không? Như vậy là chứng tỏ rằng không phải chúng ta sống trong thế gian này chúng ta mới có những người bạn gần gũi với chúng ta mới có những người hàng xóm láng giềng của chúng ta, mà ngang qua các cung trời cũng có những người Phật tử ở trên đó, cũng có các vị thiện thần phát tâm hộ pháp ở trên đó, thưa quý đạo hữu. Cho nên sau khi vị tiên tên là Sambhati đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa thỉnh Đức Thế Tôn 3 lần, và sau đó Đức Thế Tôn đã hứa khả để Đức Thế Tôn mang hành trang hóa độ vào đời. Và kể từ giờ phút đó, giáo pháp được dàn trải, giáo pháp được lan xa, giáo pháp đã đem lại không biết bao nhiêu điều lợi ích cho con người và tất cả chúng sinh. Vậy thì các vị tỳ quốc thiên vương, các vị trời che chở cho thế gian, thiên vương trì quốc, các vị càn thác bà vân vân đều có mặt ở nơi đó, và những vị đó đều phát tâm tụng một câu thần chú để mà hộ trì cho người tụng kinh Pháp Hoa, cho người đọc tụng kinh Pháp Hoa. Quý đạo hữu thấy cái tấm lòng yêu thương của các vị trời, của các vị thần dược xoa ở nơi pháp hội ấy chưa? Cho nên trong cuộc sống này không phải là chúng ta sống ở trong nhà của chúng ta mà không có sự liên hệ đến những cái người khác. Do vậy mà bao nhiêu lần đã thưa với quý đạo hữu đó, cái tinh thần giáo pháp duyên sinh của đạo Phật được khai mở chỉ bày để cho tất cả con người thấy được rằng cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay là một cuộc sống mà có liên hệ đến tất cả vạn loại chúng sinh trong pháp giới. Chứ không phải là nói con người thì có liên hệ đến con người, còn cỏ cây sỏi đá thì không có liên hệ, không phải. Cái môi trường sống của con người hay là cái sự sống của bản thân của một con người ở trên cái hành tinh này đều có sự liên hệ mật thiết đến từng con người, đến từng viên sỏi, đến từng chiếc lá, đến từng âm thanh. Vậy thì nếu mà nói rằng chúng ta nói rằng không có sự liên hệ, không có sự mật thiết đó, thì căn cứ gì các vị tỳ thiên vương, các vị thần càn thác bà Atula, các vị diệu xoa phải đọc cái câu thần chú để hộ trì cho người tụng kinh Pháp Hoa nếu không có sự liên hệ?
Nhưng mà quả thật rằng nó có một sự liên hệ mật thiết. Kể cả chúng ta có sự liên hệ đến mặt trăng, kể cả chúng ta có sự liên hệ đến ánh sáng của mặt trời, hay là nói một cách dễ hiểu và gióng gọn, thưa quý đạo hữu, cái thế giới này nó màu nhiệm lắm, rất là màu nhiệm. Và hiện thân của con người đang có mặt ngày hôm nay. Tại sao con người có được tự thân của con người, có hai con mắt để nhìn, có cái miệng để nói, có cái tay để cầm và có cái chân để đi? Và thưa quý đạo hữu, còn nhiều sự màu nhiệm khác nữa mà chúng ta không thể nói hết. Chứ đừng nghĩ rằng chúng ta có thân người thì chúng ta sống cho bản thân của con chúng ta thôi, chúng ta đâu cần liên hệ gì đến ai. Nói như vậy là không có đúng. Mà sự sống của chúng ta liên hệ đến rất là nhiều người, rất là nhiều môi trường quốc độ. Và ở nơi đây có 10 la sát cùng với cái bọn quỷ. Cái bọn quỷ đó với 10 vị, 10 con la sát đó, kể cả la sát mẹ và la sát con, cũng đều phát tâm đọc cái câu thần chú để mà hộ trì người đọc tụng và thọ trì kinh Pháp Hoa. Quý đạo hữu thấy không? Những loài la sát, những loài quỷ mà họ còn hiểu, còn biết được phát tâm để gìn giữ kinh diệu pháp Liên Hoa. Huống nữa là chúng ta là con người học Phật từ 10 năm về trước, 20 năm về trước, 80 năm về trước, hay là vô lượng kiếp về trước mà chúng ta lại không đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa. Đó là một điều vô lý. Mà hơn nữa, chúng ta lại là đệ tử của Đấng Thế Tôn. Chúng ta hiểu được những lời giảng dạy của Đức Phật. Và trong kiếp này, đã một lần chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, hai lần chúng ta đã tụng kinh Pháp Hoa, và nhiều lần chúng ta đã tụng kinh Pháp Hoa, thì có lẽ nào chúng ta không phát nguyện hộ trì kinh Pháp Hoa và phương tiện để làm cho kinh Pháp Hoa được dàn trải, được lan xa, làm lợi ích cho nhiều người. Mà chúng ta có làm được như thế đó thì thưa quý đạo hữu, đó là bổn phận trách nhiệm của chúng ta, hộ trì kinh Pháp Hoa, tuyên dương kinh Pháp Hoa, cũng như những cái bộ kinh khác mà chúng ta phải có cái bổn phận trách nhiệm tụng đọc gìn giữ. Bởi vì những bộ kinh khác cũng đã hàm tàng những lời giảng dạy của chư Phật. Vậy thì 10 la sát nữ cùng với bọn quỷ của quỷ, kể cả mẹ lẫn con, đều phát tâm tụng những câu thần chú. Thưa quý đạo hữu, những câu thần chú này có ở trong kinh Pháp Hoa, mà ở nơi đây chúng tôi không có trích ra để nói. Thì quý đạo hữu nào muốn biết những câu thần chú đó, thì quý đạo hữu cứ dở kinh Pháp Hoa ra và đọc những câu thần chú của các vị Đại Bồ Tát, của các vị Trì Quốc Thiên Vương, của các vị thần, của các vị gọi là Dược Xoa, vân vân, thì sẽ thấy rằng trong đó có những câu thần chú được viết ra bằng như là kinh văn ở trong phẩm Đà La Ni. Và cho đến phẩm Phổ Hiền khuyến pháp, Bồ Tát Phổ Hiền cũng có một câu thần chú để mà hộ trì cho những người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa. Thưa quý đạo hữu, sau khi mà các vị la sát đó, các cái bọn quỷ đó, dạ, ở nơi đây mình nói cái chữ bọn, nhưng mà thật sự họ phát tâm hộ trì Phật Pháp là các vị Bồ Tát đó chứ không phải là bọn đâu. Thì sau khi đó rồi, họ quỳ trước Đức Phật, họ bạch rằng, họ bạch bằng cái lời kệ của những người mà Dược Xoa la sát đó: ai chẳng thuận chú ta, đầu não loạn người nói pháp, thời đầu vỡ bảy phần như nhánh cây a lê. Quý đạo hữu nghe chưa? Các vị Dược Xoa đó đọc cái câu thần chú,
hộ trì cho những người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Mà nếu người nào mà sinh ra cái tâm bạo loạn, sinh ra cái tâm không có hiểu biết, sanh cái tâm quấy phá những người thọ trì kinh Pháp Hoa đó, thì người đó cái đầu bể thành bảy mảnh, thưa quý Phật tử. Và cái đầu bể thành bảy mảnh như là nhánh cây a lê. Đó là kinh văn nói đó, thưa quý đạo hữu, chứ không phải là chúng tôi nói đâu. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái tâm thiện của các vị dược xoa và cái năng lực của cái câu thần chú đó là một cái năng lực để hộ trì những cái điều thánh thiện ở trong kinh Pháp Hoa. Cái tính chất Phật ở trong kinh Pháp Hoa. Mà khi mà chúng ta thọ trì cái Phật tánh ở trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thực hiện theo những cái điều mà thăng tiến trên cái con đường của Niết Bàn, thì quả thật rằng chính cái tính chất đó, cái năng lượng đó, nó đã hóa giải hết tất cả những cái sự mà bạo loạn, tất cả những cái sự mà không được tốt đẹp được dấy khởi lên tự thân và tự tâm của con người đó. Cái yếu tố đó, cái công đức đó, nó sẽ tài bồi và đem lại lợi ích cho người thọ trì kinh Pháp Hoa. Như tội giết cha mẹ cũng như họa ép dầu, như lường cân tráo đấu, như điều đạt phá tan. Kẻ nào phạm pháp sư sẽ mắc họa như thế. Đó là cái lời, cái bài kệ của quỷ dược xoa bạo ác. Họ nói lên như vậy đó. Họ phát tâm hộ trì như vậy đó. Vậy thì thưa quý đạo hữu, chúng ta còn lo gì nữa? Chúng ta đã có các vị đại Bồ Tát gia hộ gìn giữ chúng ta. Chúng ta đã có các vị trì quốc thiên vương giúp đỡ chúng ta. Chúng ta đã có được các vị thiện thần sống chung quanh trong đời sống, trong thế gian này giúp đỡ chúng ta. Thì chúng ta không còn lo nghĩ gì nữa hết. Từ chỗ đó chúng ta liên tưởng đến cái cấu trúc của ngôi nhà Phật giáo. Chúng ta đang sống trong sự sinh hoạt hàng ngày như thế này, chung quanh của chúng ta có các vị thiện thần, chung quanh của chúng ta có các vị thiện hữu tri thức luôn luôn gần gũi với chúng ta. Và chúng ta nói cái gì, chúng ta làm cái gì, chúng ta suy nghĩ cái gì, dạ, đều có người nghe, đều có người biết hết. Hay là nếu mà không có người nghe, không có người biết, đó là chúng ta nói nếu thôi. Nhưng mà chúng ta thường hay nghe ông bà của chúng ta nói, nếu mà anh làm cái việc đó mà người khác họ không nghe thì chính lương tâm của anh nghe. Nếu mà anh làm cái việc đó mà người khác không biết, không thấy thì chính lương tâm của anh thấy, chính lương tâm của anh biết. Quý đạo hữu thấy tuyệt vời chưa? Chứ đâu phải rằng nói rằng là tôi làm cái việc đó rồi không ai hay, không ai biết. Không ai hay, không ai biết, đó là nói những con nói trên phạm trù ngoài tự thân của chúng ta, tự tâm của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta làm việc đó thì tự thân của chúng ta biết, tự tâm của chúng ta biết. Hay là nói theo cái ngôn ngữ chuyên môn, đó là lương tâm của chúng ta biết. Hả quý đạo hữu ha? Hay là nói theo cái ngôn ngữ, cái quan niệm của bình dân, là khi mình làm một cái việc gì mình nghĩ là ông trời cao kia, cái bầu trời cao kia lồng lộng, không ai thấy được, không ai biết được, không ai nghe được, không ai hiểu được. Nhưng mà dù cho bầu trời có lồng lộng đi nữa thì rồi cũng không có một cái mảy lông nào lọt ra khỏi cái bầu trời đó. Từ chỗ đó chúng ta cảm niệm, chúng ta thấy được rằng cái tinh thần giáo pháp nhân quả của nhà Phật, cái tinh thần nghiệp báo của đạo Phật đã trình bày. Dù cho chúng ta có làm cái gì nữa,
vân vân và vân vân, nhưng tinh thần nhân quả đó vẫn không sai sót một mảy may nào hết. Chúng ta tạo nhân lành thì có được quả tốt, chúng ta tạo nhân bất thiện thì sẽ gặt hái cái quả bất thiện. Mà điều này quý Phật tử đã học, quý Phật tử đã tu trên cái tiến trình đó. Các nữ La Sát bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, làm cho họ được an ổn, xa các sự khổ hoạn, tiêu trừ các thuốc độc. Quý đạo hữu thấy dễ thương chưa? Những cái lời nói của các vị La Sát đó. Vậy thì những vị La Sát họ có bổn phận trách nhiệm họ hộ trì cho mình. Mà một khi đã họ có bổn phận trách nhiệm hộ trì cho mình thì mình cũng phải có bổn phận trách nhiệm nhớ tưởng đến họ để mình tụng kinh Pháp Hoa và hồi hướng công đức đó cho họ. Hay là những vị La Sát đó họ có bổn phận trách nhiệm với thế giới của loài người này thì chúng ta cũng phải có bổn phận trách nhiệm làm các việc thiện, làm các việc lành, làm các việc lợi ích mà hồi hướng công đức đó đến cho họ. Từ những việc làm đó chúng ta có thấy được rằng cái sự tương quan tương duyên của chúng ta trong cuộc đời này nó trùng trùng vô tận. Mà cái trùng trùng vô tận đó, quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã biết được rằng thế giới của Hoa Nghiêm là một vũ trụ quan trùng trùng vô tận. Thế giới đó như là những mắt lưới trong một chiếc lưới. Chúng ta sống trong cái hành tinh này là chúng ta có liên hệ đến tất cả các cái mắt lưới của thế giới này. Cho nên khi mà chúng ta làm một việc thiện là chúng ta có ảnh hưởng đến đời sống của những người chung quanh. Nhưng mà nếu chúng ta làm một việc ác thì chúng ta cũng tạo nên một cái ảnh hưởng đời sống của những người chung quanh. Chính vì điều đó mà mong rằng tất cả chúng ta hãy làm việc thiện, tất cả chúng ta hãy làm các việc công đức, tất cả chúng ta hãy làm những điều có ích lợi cho mình và cho người. Chứ chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống cho mình, không liên hệ gì đến người khác, thì đó là một cái ý nghĩ suy tư tiêu cực. Mà chúng ta cần phải có những ý nghĩ suy tư tích cực hơn. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta có liên hệ với nhau một cách mật thiết và vô cùng quan trọng, thưa quý Phật tử. Ở nơi đây, trên tinh thần tu tập của Đạo Phật, có vô lượng pháp môn. Và tùy theo cái căn cơ của chúng sinh, của con người, mà chúng ta chọn lấy cho mình một cái pháp môn tu. Có thể là hiển giáo, có thể là mật giáo, có thể là thiền tông, có thể là tịnh độ, có thể là mật tông, tùy theo căn cơ và trình độ chủ trương của mỗi người. Thì ở nơi đây, mật giáo không chủ trương để lý giải về ngôn ngữ. Đà La Ni là thứ văn tự ngữ ngôn không cần lý giải. Ngôn ngữ của Đà La Ni là một thứ ngôn ngữ không thể lý giải được. Mà chúng ta đặt trọn niềm tin ở nơi đó. Và từ nơi những cái ngôn ngữ không có sự lý giải đó đã hàm tàng, đã toát ra một cái năng lực để con người có được những phước báo, những cái phước duyên khi con người thọ trì những cái ngôn ngữ không cần lý giải ấy. Mật giáo chủ trương lối thực hành tam mật tương ưng,
Thưa quý đạo hữu, Mật giáo chủ trương một cái lối tu là tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng đó là thân mật, khẩu mật, ý mật. Ba cái mật đó nó hòa quyện lại với nhau, nó chặt chẽ với nhau. Ba cái mật đó nó là một, tức là thân làm thiện, miệng nói thiện và ý nghĩ thiện. Khi mà thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là một khối thiện. Vậy thì đã là một khối thiện là nó không có rời nhau. Thân ngồi kiết già, miệng tụng Đà La Ni, ý lắng nghe lời của chú. Vậy thì thân đang ngồi kiết già là thiện, miệng tụng lên những câu chú Đà La Ni là thiện, và ý duyên theo cái lời của Đà La Ni đó. Như vậy thưa quý đạo hữu, đó có phải là tam mật viên dung không? Thân ngồi kiết già, miệng tụng Đà La Ni, ý lắng nghe lời của thần chú. Chính vì điều đó mà tinh thần chủ trương của Mật giáo là ba nghiệp viên dung, hay là ba nghiệp thẩm thấu với nhau một cách mật thiết, mà thân không thể rời miệng, miệng không thể rời ý, ý không thể rời thân. Thân làm việc thiện thì miệng nói việc thiện là tâm có ý nghĩ thiện. Ba cái điều đó nó là một cái sự tương ưng cùng một cách chặt chẽ với nhau. Đó là sự chủ trương của những người tu mật giáo. Cho nên quý đạo hữu nhớ là tam mật viên dung. Do vậy mà chúng ta thấy được rằng trong cuộc sống ngày hôm nay, quý đạo hữu có thể chọn cho mình một pháp môn tu, đó là thiền. Quý đạo hữu có thể chọn cho mình một pháp tu, đó là niệm Phật. Song song theo đó, quý đạo hữu có thể chọn cho mình một pháp môn trì chú. Thì pháp môn nào cũng đem lại cái sự lợi lạc cho tự thân người thọ trì. Hay là thôi, chúng ta đừng nói gì cao xa, chúng ta đừng nói cái gì mà từ trước đến giờ chúng ta chưa biết. Trước mắt ngang qua 49 lần học Kinh Pháp Hoa, bây giờ chúng ta phát tâm thọ trì Kinh Pháp Hoa đi quý Phật tử. Và khi chúng ta phát tâm thọ trì Kinh Pháp Hoa thì chúng ta luôn nhớ rằng ba cái đức tính của người thọ trì Kinh Pháp Hoa đó là mặc áo Như Lai, ở nhà Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Quý đạo hữu nhớ ha. Dạ, chúng tôi nói rất nhiều về cái tinh thần ba đức tính của người thọ trì Kinh Pháp Hoa là ở trong nhà của Như Lai. Ở trong nhà Như Lai tức là đại bi tâm. Đại bi tâm có nghĩa là cái tâm cứu khổ, cái tâm ban vui lớn, mà cái tâm đó trên cái con đường hóa độ không thể thiếu. Nếu chúng ta muốn làm một người Phật tử mà sống một đời sống có lợi ích cho con người thì chúng ta phải ở trong cái nhà của Như Lai là đại bi tâm đó. Quý đạo hữu thấy giáo pháp của nhà Phật của chúng ta chưa? Ở trong nhà của đại, ở trong nhà của Như Lai được định nghĩa là ở trong cái nhà đại bi tâm. Nhà của Như Lai là đại bi tâm. Mà đại bi có nghĩa là cứu khổ, bởi vì trần gian này nhiều nỗi khổ lắm. Cái chữ đại, cái chữ khổ đó chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để chúng ta nói được. Mà cái chữ đại bi là cứu khổ đó. Cái sự cứu khổ đó chúng ta cũng không có thể nói được. Đây là một nỗi khổ chúng ta cứu, kia là một nỗi khổ chúng ta cứu. Mà cái nỗi khổ triền miên, cái nỗi khổ vô tận. Mà đối lại với cái nỗi khổ triền miên và vô tận đó thì chúng ta phải có đại bi. Chúng ta không thể không có đại bi được. Chúng ta không có đại bi thì chúng ta không thể cứu hết khổ. Mà chúng ta không cứu hết khổ thì chúng ta không thể trở thành một bậc thánh. Chúng ta không dập tắt hết tất cả những cái sự
vô minh vọng động phiền não, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta không thể chứng đắc được. Cho nên chúng ta ở trong nhà của Như Lai là ở trong đại bi tâm, chúng ta phải có cái tâm cứu khổ. Mà trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta ngủ, chúng ta mở mắt ra rồi, chúng ta mở mắt là chúng ta đã thấy cái khổ rồi đó thưa quý đạo hữu. Chứ đừng nói rằng chúng ta tiếp cận, chúng ta tiếp giáp với đời sống sinh hoạt giữa người với người là chúng ta mới thấy khổ đâu. Vừa mới mở mắt ra là đã thấy khổ rồi. Hay là ngay trong giấc ngủ là chúng ta đã thấy khổ rồi. Chứ đừng nói rằng chúng ta phải tiếp xúc với tất cả mọi người trong môi trường sống. Vậy thì chúng ta thọ trì Kinh Pháp Hoa là chúng ta phải ở trong nhà Như Lai, là ở trong đại bi tâm. Nó là vậy đó thưa quý đạo. Bất cứ ai, bất cứ con người nào, bất cứ cái cây nào, bất cứ cái cảnh nào, bất cứ vân vân, chúng ta đều có cái lòng thương yêu cứu khổ đến với những cái môi trường đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng con người thì thương người, còn cây cối mắc gì mình phải thương nó. Nhưng mà thưa quý đạo hữu không, nếu trong vườn của chúng ta mà chúng ta không thương những cái cây đó nó không có mọc lên nổi đâu, cái cây đó nó không có tốt nổi đâu, cái cây đó nó không có ra hoa kết trái một cách tốt đẹp đâu thưa quý đạo hữu. Chứ đừng nói rằng mình có người thì mình thương người, chứ đâu cần gì thương những cỏ cây hoa lá. Thưa quý đạo hữu, nó có những cái cảm giác nó liên hệ với nhau, tạo thành những cái năng lượng đời sống của mình với đời sống của cỏ cây hoa lá đó. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta tự chọn cho mình một pháp môn tu, và pháp môn đó là thọ trì Kinh Pháp Hoa. Nếu quý đạo hữu thấy được rằng, hiểu được rằng Kinh Pháp Hoa dễ tụng, Kinh Pháp Hoa dễ hiểu, và những lời Đức Thế Tôn giảng dạy trong đó là thọ ký cho con người thành Phật thôi, thì ngày hôm nay mình hạ thủ công phu thọ trì Kinh Pháp Hoa để mình thành Phật như lời thọ ký của Đức Thế Tôn. Và khi mà chúng ta thọ trì Kinh Pháp Hoa đó, là điều thứ nhất là ở trong nhà của Như Lai, điều thứ hai là phải mặc áo của Như Lai, mà áo của Như Lai là áo nhu hòa nhẫn nhục. Thưa quý đạo hữu có nhu nhòa, có nhu hòa không? Quý đạo hữu có nhẫn nhục không? Chắc chắn rằng trong đời sống hàng ngày, trong thời gian qua, quý đạo hữu đã nhiều lần nhu hòa và quý đạo hữu đã nhiều lần nhẫn nhục. Nếu không nhu hòa và không nhẫn nhục thì chắc rằng chúng ta không sống được cho đến ngày hôm nay đâu. Nhu hòa với cha, nhu hòa với mẹ, với con, với cái, trong các thành viên của gia đình, và nhẫn nhục với tất cả những người chung quanh trong xã hội của mình. Cho nên chúng ta phải mặc áo nhu hòa và nhẫn nhục, mà áo của Như Lai là áo nhu hòa nhẫn nhục. Ở nhà của Như Lai là đại bi tâm, mặc áo của Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, và ngồi trên tòa của Như Lai, tức là ngồi trên chỗ ngồi của Như Lai, đó là nhất thiết pháp không. Nhất thiết pháp không, bao nhiêu lần đã thưa với quý đạo hữu là tất cả mọi sự vật trong cuộc đời này là không. Không phải rằng cái bàn đó, cái ghế đó, cái ngai vàng, cái điện ngọc đó là có, và mình ngồi trên ngai vàng điện ngọc đó có nghĩa là mình ngồi vĩnh viễn trăm kiếp ngàn đời, không bao giờ chết, không bao giờ bị hủy diệt và ly tan. Không phải là như vậy. Nhưng mà chỗ ngồi của Như Lai là chỗ ngồi tất cả các pháp đều không. Chúng ta ngồi trên cái pháp tòa, mà pháp tòa đó là pháp tòa không. Mà chúng ta ngồi trên cái pháp tòa không, cái chỗ ngồi không, có nghĩa là cái ngồi không bị dính mắc. Còn nếu chúng ta ngồi trên cái ngai vàng, cái điện ngọc, cái ghế bành, cái trường kỷ vân vân, mà chúng ta chấp rằng đó là của ta, của mình, thì nó bị dính mắc ở trong cái ngai vàng điện ngọc đó. Từ chỗ đó Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc, có nghĩa là ngồi trên cái pháp tòa của Như Lai là nhất thiết pháp không. Không bị vướng mắc, không bị dính mắc, không bị ngày nào mà chúng ta còn bị dính mắc trong cái chỗ ngồi, ngày nào mà chúng ta còn bị dính mắc thì ngày đó chúng ta còn bị hãm nịch
trên cái con đường tu tập của mình. Kính mong quý nam nữ cư sĩ Phật tử chọn cho mình một pháp môn tu, mà pháp môn đó là thọ trì kinh Pháp Hoa, để rồi từ cái nội dung của kinh Pháp Hoa, từ những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, từ những hạnh nguyện độ sinh của các vị đại Bồ Tát cũng như là các vị thiện thần khác, mà chúng ta được lợi ích cho bản thân trên tiến trình tu tập. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ quý nam nữ cư sĩ Phật tử có một niềm tin yêu vững chắc nơi những lời giảng dạy và hạnh nguyện độ sinh của chư vị Bồ Tát trong nội dung kinh Pháp Hoa mà tất cả chúng ta đã học cho đến hôm nay. Trân trọng kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.